Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm món thịt kho tàu. Thịt trứng kho tàu nhé. Đây là gia vị. Và ngoài ra có thêm cái gói này. Đây là cái gói thịt kho 6K. Gói thịt kho mua 6K nhé. Đây là nguyên là ướp 400g thịt với một gói sốt chín xung. Trong khoảng 10 phút mình chuẩn bị gia vị xong rồi, chuẩn bị 10 phút cho thịt vào nồi thêm khoảng 1 chén hương cơm sôi. Gói này bằng nước dạng nước, mình cho thêm 1 chén nước, có thể thêm trứng vàng lên kho nhỏ lửa để cấm đau bắt tay và làm luôn nhé. Thịt kho ngày xưa thắng thường, bây giờ cũng không có hay rồi. Sau đó mình cho đây dừa để sắt nó chặt. Dừa này thì sắt nó cũng không cần đấy đâu, không cần bé, còn dừa chắc chả được. Trộn dừa như thế trước, cho thêm ít mì chính, cho ngọt. Sau đó thêm một ít tiêu. Ôi đi con mẹ. Đảo gia vị trước, cứ cho trứng vào đảo gia vị nhá. Đó. Trứng cắt dọc. Ra bị mình
Bây giờ sẽ phần quan trọng nhất. Nếu bạn nào có nước dừa thì cho thêm được. Mình chỉ làm đơn giản này, không cần nước dừa. Với mình có cùi dừa này. Cho hết một gói vào luôn. Nước sốt màu nó đẹp luôn. Nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó cay cay. Cái gói này nó lắm vị này. Nước, một chén nước mình cho thêm vài thìa nước, một thìa. Các bạn có nước dừa cho nước dừa và cho nó ngọt nhé. Mình đây không có thì mình phải cho nước sôi này. 3 thìa, 4 thìa. Ok, mình cho 5 thìa này. Ok rồi đấy. Giờ mình sẽ đậy vung lại và đợi trong khoảng 15 phút mình sẽ cho lên đun nhá. Rồi, đậy vung đợi 15 phút mình sẽ cho lên đun. Rồi. Giờ chắc gia vị nó cũng đã ngấm hết rồi đấy. Rồi mình cho lên đun luôn. Đun trong vòng mình sẽ đun nhỏ lửa trong vòng 1 tiếng nhá. Cho nó nhừ. Rồi các bạn đợi độ khoảng 1 tiếng sau mình sẽ mở vung xem kết quả. Và đây nhá, thành quả ngày hôm nay thôi. Ui. Ngon lắm. Thơm lắm. Và mình sẽ múc ra bát nhá. Đi tôm đâu, trái nhai đi, tối. Thế này là bố múc nước sốt, ôi mòn quá. Con dằm cái lòng đỏ trứng ra nó quẹn, mẹ bỏ lát. Con dằm đi đâu, chạy ông mẹ quá nhỉ. Đây là món đặc biệt nhất. À, nào, không mình nào. Chị ăn không? Ăn không? Ngon lắm, mềm lắm. Không, con cho gói kia vào đầy đủ hết vị, nó không mặn không nhạt. Ăn vừa. Rồi.
Xin chào tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha. Mọi người nhớ đăng ký, chia sẻ kênh nha, like video nha. Rồi, chúc mọi người làm thành công nhé.